cả các anh em nhá. Hôm nay là 21 tháng 9 2021. Sau giờ làm việc là đi làm về là từ 5 giờ đến bây giờ là 6 giờ. Đấy. Toàn hàng hiếm nha. Đấy. Toàn hàng sâm cầm nhá. Bắn ghê không? Ấy trời. Này. À. Bốn. Năm. Hết rồi nhỉ? Anh em video này là làm để cho để tiếp thêm đam mê cho anh em nhé. Anh em nào mới chơi là không nên tiếc mình một nút chia sẻ nha anh em nhé.